kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, dự báo từ chiều mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc Trung Bộ. Từ khoảng chiều mai thì dự báo là không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó là đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ. Do chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc nên từ chiều mai nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Với mức nhiệt toàn miền thì sẽ phổ biến trong khoảng từ 17 cho tới 20 độ. Riêng tại một vài nơi ở khu vực Tây Bắc thì sẽ thấp hơn, phổ biến khoảng từ 14 cho tới 16 độ. Với khu vực Trung Bộ thì ngày mai hầu khắp các thành phố đều nhiều mây, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ. Tuy nhiên về trưa chiều giảm mây, trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Riêng từ khu vực Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời chủ đạo là nắng. Với Tây Nguyên, nhờ có lợi thế địa hình cao nguyên nên không khí vẫn thoáng mát và dễ chịu. Nhiệt độ ở các thành phố như là tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật phổ biến trong khoảng từ 28 tới 31 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ, trưa chiều trời sẽ nắng mạnh và nóng, đặc biệt là vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Cao nhất thì nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ và có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ngoài khơi các vùng biển ngày mai đều ít mưa, trời nắng, gió quanh khoảng cấp 4 cho tới cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng tại quần đảo Hoàng Sa, từ chiều tối mai sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc giật cấp 7, biển động. Và như thường lệ cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.